cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái, đoạn qua xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, là cây cầu do người dân địa phương tự bỏ kinh phí đầu tư vận hành. Mỗi năm khi mùa lũ đến thì cầu thường xuyên bị cuốn trôi, phải lạm lại nhiều lần. Mùa lũ năm nay cầu được tháo dỡ, chờ qua mùa lũ sẽ lắp trở lại. Trong thời gian này thì nhằm tránh tình trạng học sinh phải đi bộ băng qua đường sắt nguy hiểm, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã phê duyệt kinh phí để xã Vĩnh Ngọc thuê cano đưa học sinh đến trường trong khi chờ cầu được lắp lại. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc đã thuê cano cùng một hộ kinh doanh làm dịch vụ du lịch trên sông Cái để chở hơn 200 học sinh cũng như người dân của ba thôn là Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2, Xuân Ngọc qua sông đi học và sinh hoạt hàng ngày. Cano hoạt động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều, chủ yếu là đưa đón học sinh vào đầu buổi và cuối buổi. Đối với nhu cầu đi lại của người dân di chuyển bằng các phương tiện giao thông ở ba thôn trên, khi muốn qua trung tâm xã phải đi đường vòng với chiều dài gần 10 km so với đường cũ. Điều này đã gây không ít khó khăn, trở ngại cho đời sống của người dân nơi đây. Việc thuê cano đưa học sinh qua sông chỉ là giải pháp tạm thời. Được biết, cầu Phú Kiểng được tháo gỡ từ tháng 11, hiện cầu đang được tiến hành lắp trở lại, dự kiến sẽ hoàn thành và người dân có thể lưu thông bắt đầu vào cuối tháng 12 này.